đang tính món hơn là thì xin cái tiền ngày mai mình chống gỏi gì vậy đi đúng rồi. Alo hai điện qua đó. Để tao đưa cho. Không thử thôi. Rồi đem đổ nước thì chị ba ăn đi cho nước còn làm à. Nước mình về được không? Cái này nước mình về. Bỏ đây luôn cũng được không sao? Cái này ủa không có nhiều quá. Cái gì? Ủa không có nhiều xíu xíu à. Bỏ ở đây đi mà nữa, bỏ vô kia. Bỏ cho nó canh nó thêm gì ăn nhiều ăn. Luộc ăn. Luộc ăn. Bước mặt lên. Cục xuống. Anh vui quay. Đó là nước nó bằng màu đếm ăn lên. Cục xuống. Bữa tôi đọc giả anh lên tính quay nha. Ừ. Ngàn mai mốt mà giảng lên quay nè. Nè, mời có người. Chờ mời bác lên nữa đó chú Vui. Ai? Có quá thêm nữa mà chờ đợi lên anh Thông á. Mời ra. Ừ. Mời ra là đọc giả. Mời nào. Nói con đi nửa ngày rồi. Đi chỗ này nửa ngày, chỗ này là nó bán như mắm hả? Ừ. Nó có bán không? Nó còn như mắm hả? Ủa mà nó nghĩ là nó đi mà nó còn như mắm mà nó chưa biết sao. Nhưng mà nó phải lên đây nửa ngày. Ăn trước mình ăn vậy đó hả? Em dữ rồi. Ăn trước, chạy trước nha. Ừ, chạy trước. Không có thuốc nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Đến thành cầu nguyện cho quốc thất an. Kính mời quý vị xây vào trong làm lễ nghi thức. Nam mô giờ hướng về lễ đài đồng kính lễ Đức Phật kính. Và kính lễ Đức Thầy kính. Nam mô quý vị xây vào đây. Đến thành cầu nguyện cho quốc thế gian an, mời quý vị hướng về đồng Phật đồng tỉnh La Sáng và cung thỉnh đồng quỳ đồng dương hương đưa lên giáng đồng khấn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Thủ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Gia Hộ cho Thế Giới Hòa Bình An Lạc Đất Nước Việt Nam được mơ thịnh vốn hòa Toàn thể nhân dân được vạn sự lành Phổ độ bá thánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát nay đi nam mô a di đà phật mà cũng vậy thôi tiêu những kẻ tâm
thấy trong những cái năm qua mình làm được nhất là trong
và đây thì cái mối quan hệ giữa ban trị sự do cốt chấp với người dân quê rất là cái quan hệ mật thiết giữa người dân quê giữa thành phố đó và bị vừa các bộ đội sự và giúp đỡ xã hội và để góp phần cùng các an sinh xã hội và cảnh sát các chỉ tiêu hội đồng nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh ra rất là tri ân cái tấm lòng về của chị Tâm Anh lúc thì cũng Oh my.